Chào tất cả các bạn, ở video này chúng ta sẽ giải quyết hai câu 3 và câu 4 trong chuỗi các bài giảng về hình học không gian lớp 11 ở học kỳ 2 về quan hệ vuông góc. Thì video số 1 chúng ta đã giải quyết xong hai câu 1 và 2. Nếu bạn nào chưa xem thì có thể xem lại. Đây chính là các nội dung mà những video sau chúng ta sẽ lần lượt giải quyết. Chúng ta đi vào bài học hôm nay. Câu số 3. Cho chóp S ABCD có đáy ABCD là hình thoi, cạnh A tâm O. Góc ABC là bằng 60 độ. SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Chúng ta ký hiệu vuông góc. Thì công việc đầu tiên khi người ta cho những giả thiết như thế này thì chúng ta nên xem thử là đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng nào. Thì ở bài này chúng ta chỉ ngồi cái SE vuông góc mặt đáy, chúng ta chỉ thấy là BD vuông góc với mặt phẳng là SEC. Lý do BD vuông góc với EC và vuông góc với SA. Ở đây AB nó không vuông góc với mặt phẳng SAD, lý do là AB nó không có vuông góc với AD. Ở đây là hình thoi. Chúng ta đi vào câu A. Chứng minh BD vuông góc với SC. Thì ngay từ đầu chúng ta đã thấy là BD vuông góc với mặt phẳng SAC, suy ra nó vuông góc với SC là xong. Chúng ta đi vào trình bày như sau. Chúng ta qua câu B, tính độ dài EC và BD. Chúng ta có hai kiểu tính. Cách thứ nhất là chúng ta thấy là tam giác ABC nó là tam giác đều. Lý do AB bằng bằng BC, con có góc 60 độ. Như vậy tam giác ABC là tam giác đều, suy ra EC nó cũng sẽ bằng A. Cách số 2. Nếu bài này người ta không có cho góc ABC là bằng 60 độ mà ví dụ như 45 độ chẳng hạn thì tam giác ABC nó không còn là tam giác đều. Thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng định lý cos trong tam giác. EC bên nó sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại, tức là BE bên cộng cho BC bên trừ hai lần tích nhân cos góc đối trừ hai lần BE nhân BC nhân cos 60 độ. Chúng ta thay vào, chúng ta tính toán ra được A bình cộng cho B bình trừ 2AB nhân cos 60 độ. Như vậy cos 60 độ chúng ta chuyển qua độ shift mode B. A ở đây là độ dài là 1. Chúng ta chỉ nhập vào cái số trước A, B là 1. Như vậy suy ra AC nó là 1 A bình.
chúng ta suy ra được là EC bằng bằng A. Ở đây chúng ta có thể là lấy căng lên cũng được. Chúng ta qua ý thứ hai, đó là tính độ dài VD. Chúng ta cũng có hai cách để chúng ta tính. Cách nhanh đó là chúng ta thấy là BD bằng 2 lần BO. BO nó là đường cao trong tam giác đều cạnh A, thì có độ dài là cạnh nhân căn B chia 2. Như vậy BO có độ dài là cạnh, tức là A nhân cho căn 3 chia 2 bằng A căn 3. Cách 2, chúng ta áp dụng định lý cos trong tam giác, đó là tam giác ABD. Tam giác này có góc A là bằng 120 độ. Lý do góc A và góc B đây là hai góc bù nhau, đây là 60, như vậy góc A là 120. Thì suy ra BD chúng ta tính được dễ dàng. Ở đây góc A là 120 độ, như vậy ở đây cos 120. Độ dài hai cạnh 1 1. Như vậy suy ra là BD nó là bằng 3A bên. Chúng ta lấy căn lên thì suy ra là A căn 3. Chúng ta qua câu C. Gọi M là trung điểm AB. Chứng minh rằng CM vuông góc với SB. Bài này nếu chúng ta nhìn thấy luôn thì đương nhiên là nó sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu chúng ta chưa thấy thì chúng ta có thể sử dụng tư duy ngược như sau. Yêu cầu chứng minh CM vuông góc với SB trong khi CM nó đã vuông góc với SA, vì SA là đường cao, dẫn đến CM nó phải vuông góc với mặt phẳng SAB, hay là CM nó sẽ vuông góc với AB. Như vậy bài này chúng ta chỉ cần xem thử lý do vì sao CM vuông góc với AB, thì khi đó chúng ta sẽ dễ dàng chứng minh được là CM vuông góc với SB. CM vuông góc với AB lý do tam giác ABC là tam giác đều, có CM là đường trung tuyến, suy ra CM cũng là đường cao. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong câu C. Chúng ta đi vào trình bày như sau. CM nó sẽ vuông góc với SB. Chúng ta có thể suy ra là CM vuông góc với SB trực tiếp luôn, vì chúng ta cũng có một định lý, đó là gì, đường thẳng vuông góc với hai cạnh tam giác thì sẽ vuông góc với cạnh thứ ba. Nhưng mà nếu thích thì chúng ta có thể là suy ra nó vuông góc với mặt phẳng SAB. Chúng ta suy ra vuông góc với mặt để có thể là sử dụng vào những câu sau. Đôi khi chúng ta cần sử dụng là đường vuông góc với mặt, chứ không chỉ là CM vuông góc trực tiếp với SB. Chúng ta qua câu tiếp theo. Biết góc SCE là bằng 60 độ, tính độ dài cạnh SA và góc SDE.
Đây là những bài tập đầu chúng ta làm quen với việc tính toán. Sau này khi học góc giữa đường mặt hay là góc giữa hai mặt, chúng ta sẽ biết cái góc SCE này nó chính là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Ta lấy ví dụ sau này người ta không cho thẳng góc SCE mà có thể người ta nói là góc giữa SC và mặt phẳng ABCD là 60 độ. Khi đó yêu cầu tính các yếu tố còn lại. Chúng ta đi vào câu D. Tính độ dài XA và góc. Tính độ dài cạnh hay là góc tốt nhất chúng ta nên đặt vào tam giác. Nếu được thì đó là tam giác vuông, tam giác đều hoặc là tam giác cong vân vân. Nếu không có thì là tam giác thường. Đó là tốt nhất. Còn nếu không có tam giác thì bất đắc dĩ chúng ta nên đặt vào tứ giác, đặc biệt với những vuông hoặc là hình thoi. Tính XA. Chúng ta đặt XA vào tam giác SEC. Chúng ta thấy rằng tam giác này là tam giác vuông tại A. Lý do XA vuông góc với đáy, suy ra vuông góc EC có góc đây 60 độ. Yêu cầu tính XA. XA là cạnh đối. Thì đối chúng ta có thể chia huyền hoặc đối chia kề. Rõ ràng đối chia kề là chúng ta giải quyết xong. Câu D. Tan góc SCE tức là tan 60 độ nó sẽ bằng XA chia cho EC. Suy ra XA nó bằng EC, EC chính là A nhân cho tan 60 độ chính là căn 3. Là xong. Nếu mà từ luận thì chúng ta ghi đầy đủ như thế này là trong tam giác nào vuông thì đâu. Nhưng mà nếu về trắc nghiệm thì chúng ta chỉ cần nhận biết. Và sau này những cái ý này thầy sẽ không có trình bày vào bài mà thầy chỉ nói qua và chúng ta đi thẳng vào ý chính. Chúng ta xong ý thứ nhất. Đi tính góc SDE thì chúng ta cũng dễ thấy, chúng ta sẽ đặt vào tam giác là SAD vuông tại A. Tính góc này chúng ta có được cạnh đối, chúng ta có được cạnh kề, đối chia kề là xong. Tan góc SDE XA chia cho AD. XA là bằng A căn 3, AD bằng A, như vậy suy ra nó bằng căn 3. Suy ra góc SDE bằng 60 độ. Từ C kể đường thẳng vuông góc với mặt phẳng SAD tại H. Tính độ dài CH. C là một điểm nằm trong mặt phẳng đáy. Những đường thẳng nằm trong mặt phẳng đáy vốn dĩ nó đã vuông góc với đường cao XA. Mà bây giờ từ C dựng đường vuông góc với mặt phẳng SAD thì chỉ cần trong cái mặt phẳng đáy này từ C chúng ta kẻ đường vuông góc với AD là đủ. Từ C dựng đường vuông góc với AD thì suy ra đường thẳng này vuông góc với AD là 1, vuông góc với SE là 2. Suy ra CH nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SED. Ở video trước thầy có nói khi chúng ta kể đường cao, kể đường vuông góc thì chúng ta xem thử là tam giác đó có phải là tam giác đều hay là tam giác cong tại C hay không. Vì khi nó đều hoặc cong thì khi đó đường cao nó sẽ là thành đường trung tuyến. Thì chúng ta
nhận thấy tam giác ACD nó là tam giác đều, suy ra H đây nó phải là trung điểm. Tính độ dài CH. CH nó là đường cao trong tam giác đều cạnh A. Suy ra CH độ dài là cạnh nhân căn B chia 2. Suy ra CH là bằng A căn B chia 2. Chúng ta đi vào trình bày. Tính toán cụ thể thì để dành cho các bạn. Chúng ta qua câu F là câu cuối cùng. Rồi E, F lần lượt là trọng tâm tam giác SBC và SCD. Chứng minh EF vuông góc với mặt phẳng SAC. Trọng tâm chúng ta có thể là chỉ vẽ giao điểm của hai đường trung tuyến hoặc vẽ một đường trung tuyến, chúng ta chia ra làm 3 phần. Rồi, chứng minh đường vuông góc mặt chúng ta có hai kiểu chính. Một, nếu chứng minh trực tiếp thì chúng ta xem thử là EF nó sẽ vuông góc với hai đường nào khác nhau nằm trong mặt phẳng SAC. Hai, chúng ta dựa vào tính chất song song. Đối với những bài người ta cho trung điểm hoặc là người ta cho điểm có tỷ lệ thì chúng ta xem thử là nó có song song hay không. Thì cái gì song song với cái gì? Ở đây rõ ràng là EF nó sẽ song song với, ở đây thầy có thể đặt là E phẩy chẳng hạn, bên đây là E phẩy. Thấy ngay là EF nó sẽ song song với E phẩy, E phẩy. Trung điểm, trung điểm thì rõ ràng là E phẩy, E phẩy nó sẽ song song với BD, thì dẫn đến EF song song với BD và BD nó vuông góc với mặt phẳng SAC ở câu A chúng ta đã xử lý. Đây. Như vậy chúng ta giải quyết xong. EF song song với E phẩy, E phẩy. E phẩy, E phẩy thì lại song song với BD.
là xong. Ở đây tại vì cái ý chính còn giải thích thì chúng ta dựa vào tỷ lệ, tức là gì, xét hai tam giác hoặc là xét trong tam giác là SE phẩy phẩy, chúng ta có SE chia SE phẩy bằng SS chia cho SE phẩy bằng 2/3, thì suy ra là hai thằng này song song, được chưa? Như vậy cái thằng này song song cái này, bởi vì lý do là được trung bình. Chúng ta kết thúc câu 3. Có vấn đề gì cần trao đổi thì các bạn có thể là bình luận bên dưới video. Chúng ta qua câu số 4. Cho chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. AB bằng A, BC bằng A căn 3, SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. SA là đường cao, chúng ta vẽ nó là đường thẳng đứng lên, chúng ta ký hiệu các góc vuông. Câu A là một câu là thầy đã nhấn mạnh lại cái ý là ngay từ đầu chúng ta phải thấy được là những đường nào vuông góc với mặt phẳng nào để chúng ta sử dụng cho những câu sau. Câu A, chúng ta có thể là thấy ngay đó là AB và CD nó sẽ cùng vuông góc với mặt phẳng SAD. Lý do AB vuông góc với AD là 1, vuông góc với SA là 2. Tương tự CD cũng vuông góc với AD và vuông góc với SA. Thứ hai là AD với lại BC nó sẽ cùng vuông góc với mặt phẳng SAB. Lý do là AD vuông góc với AB là 1, vuông góc với SA là 2. Tương tự BC cũng vuông góc với AB và SA. Đó là những cái đường vuông góc với mặt mà chúng ta nên thấy ngay từ đầu để phục vụ cho những câu khác. Chúng ta câu qua câu B. Cho góc SCA là bằng 60 độ. Yêu cầu tính SA và số đo góc SDA. Câu B này tương tự như bài tập số 3. Thầy nhắc lại, khi tính cạnh hay là khi tính góc, tốt nhất mình nên đặt nó vào tam giác. Nếu được thì là tam giác vuông, tam giác đặc biệt, còn nếu không thì là tam giác thường. Tính SA, rõ ràng chúng ta sẽ đặt SA vào tam giác SAC vuông tại A có góc C 60 độ. Chúng ta còn tính SA, SA là cạnh cạnh đối, thì một là đối chia chị Huyền, tìm sin lấy đối chị Huyền, hai tìm tan lấy đối chị Kề. Rõ ràng chúng ta sẽ dựa vào tan, bởi vì AC chúng ta tính được dễ dàng. Tam giác ABC là tam giác vuông tại B có cạnh A, A cộng 3. Suy ra dùng Pythagore chúng ta có được AC nó sẽ bằng 2A. Trong tam giác SAC vuông tại A có tan 60 độ là bằng SA chia cho AC, suy ra SA chúng ta sẽ tính được là 2A căn 2. Tan 60 độ là căn 3. Bây giờ chúng ta đi tính góc SDA thì cũng tương tự, chúng ta đặt vào tam giác là SDA vuông tại A. Tính góc này chúng ta có được điều gì? Chúng ta có được cạnh, đây là cạnh đối, chúng ta có được cạnh cạnh kề, tìm tan lấy đối chia chia kề là chúng ta giải quyết xong. Như vậy câu A câu B là chúng ta tự làm. Bây giờ chúng ta qua câu C. Dẫn AM vuông góc với SB tại M. Khi chúng ta dẫn đường cao, chúng ta lưu ý là xem thử là tam giác này có cong tại A hay không. Nếu cong thì đường cao cũng là đường cung tuyến, còn nếu không cong thì chân đường cao nó lệch về cạnh ngắn hơn. AB bằng A, AX là bằng 2A căn 3, chứng tỏ đây là trung điểm, thì chân đường cao chúng ta sẽ vẽ nó lệch về cạnh ngắn hơn.
M. Tính độ dài M và số đo góc MEB. Đầu tiên chúng ta đi tính độ dài M. M nó là đường cao xuất phát từ đỉnh A. Chúng ta đặt nó trong tam giác SAB vuông tại A, có AM là đường cao. Suy ra 1 chia cho AM bình bằng 1 chia cho AS bình. Cộng 1 chia cho AB về bình. Thì từ đây chúng ta suy ra được AM. Chúng ta lấy căn 1 chia cho A bình cộng 1 chia B bình, với A nó là độ dài AS và B nó chính là độ dài AB. Thì khi đó chúng ta lấy 1 chia, thì khi đó nó sẽ lật ngược AM lên cho chúng ta. Chúng ta nhập vào AS, độ dài cạnh là 2A căn 3, chúng ta chỉ nhập vào 2 căn 3. B là 1A, chúng ta nhập vào 1. Như vậy suy ra M là 2 căn 39 chia cho 13. Và chúng ta thêm A vào. Chúng ta xong tính AM, chúng ta qua tính số đo góc MAB. Có nhiều kiểu để tính. Ví dụ MEB chúng ta có thể đặt vào tam giác là tam giác ABM vuông tại M, yêu cầu tính góc góc này. Chúng ta có được điều gì? Chúng ta có được cạnh cạnh đây là cạnh kề. Chúng ta có được cạnh AB đó là cạnh huyền. Tìm cốt lấy kề chia chia huyền. AM chúng ta chia cho AB, chia cho 1, như vậy nó chính là 2 căn 39 chia cho 13. Chúng ta bấm shift code. Gần bằng 16 độ. Chúng ta xong câu C. Chúng ta tiếp tục qua câu D. Dẫn AH vuông góc với XD tại H. Đây là A căn 3, đây là 2A căn 3. Như vậy chân đường cao lên về cạnh ngắn hơn. Tính tỷ số SH chia cho SD. Chúng ta có một cái tính chất trong tam giác vuông như thế này. Thầy sẽ nói và thầy không có ghi ra. Có hai cái mà chúng ta cần lưu ý. Ví dụ như trong tam giác là SAD vuông tại A, có AH là đường cao. Cái thứ nhất đó là 1 chia AH bình bằng 1 chia cho AS bình cộng 1 chia cho AD bình. Cái thứ hai là SH nhân SD sẽ bằng SA bình. Thầy nói lại, SH nhân SD bằng SA bình và DH nhân DS là bằng AD bình. Ngoài ra nó còn nhiều cái hệ thức lượng trong tam giác vuông nữa,
nhưng mà đó chính là hai cái chính chúng ta hay sử dụng. Như vậy ở đây, khi tính tỷ số SH chia cho SD, thay vì chúng ta phải áp dụng, chúng ta đi tính SH chúng ta thay vào, thì chúng ta có thể nhân SH, chúng ta nhân SD trên tử lẫn dưới mẫu. Như vậy trên tử nó thành SH nhân cho SD, dưới mẫu SD, SD nó là SD bên. Thì khi nãy thầy có nói SH nhân cho SD nó chính là SE bên. SD bên đây chính là cạnh huyền trong tam giác vuông SAD, thì suy ra nó bằng SA bên cộng cho AD bên. Chúng ta chỉ việc thay giá trị vào, chúng ta tính toán. Ví dụ ở đây thầy có thể nhập là A bên chia cho A bên cộng B bên. A nó chính là độ dài cạnh SA là 2 căn 3. B chính là AD. AD là bằng A căn 3. Như vậy tỷ số là bằng 4/5. Là xong. Chúng ta qua câu E. Tính diện tích tam giác AHC. Câu E yêu cầu tính diện tích tam giác. Thì chúng ta còn phải nhớ lại các công thức tính diện tích tam giác có 5 công thức. Nhưng mà chúng ta chỉ hay sử dụng nhất là 3 công thức. Ví dụ như diện tích tam giác ABC chẳng hạn, công thức mà dễ nhất đó là 1/2 lần cạnh đáy nhân cho chiều cao. Công thức thứ hai đó là 1/2 tích hai cạnh nhân sin góc xen giữa. Ví dụ như AB nhân cho AC thì nhân cho sin góc A, tức là sin góc BA AC. Và công thức số 3 đó là công thức Heron. Công thức Heron này chúng ta áp dụng rất hiệu quả trong việc tính diện tích tam giác thường khi biết độ dài ba cạnh. B là nửa chu vi nhân cho B trừ A nhân cho B trừ B nhân B trừ trừ C. Thì sau này khi chúng ta gặp thì thầy sẽ có một ví dụ để chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta tính diện tích tam giác dựa vào cái công thức Heron. Đây là ba công thức chính. Chúng ta quay lại bài này. Tam giác AHC thì chúng ta nên xem thử là tam giác đây là tam giác đặc biệt, tam giác vuông, tam giác đều hay là tam giác gì. Nếu là tam giác thường thì chúng ta tính độ dài ba cạnh, sau đó áp dụng công thức Heron. Như thầy đã từng nói là chúng ta nên nhìn thấy những đường thẳng nào vuông góc với mặt nào ngay từ đầu để chúng ta áp dụng vào những bài toán khác. Ví dụ ở bài này chúng ta thấy là CD nó vuông góc mặt phẳng SAD, thì dẫn đến CD nó phải vuông góc với EH. Thầy có EH vuông góc với CD, EH vuông góc với SD. Đây chính là giả thuyết. Suy ra AH vuông góc với mặt phẳng SCD thì suy ra AH nó phải vuông góc với CH. Suy ra tam giác AHC nó là tam giác vuông tại H, thì diện tích tam giác nó là 1/2 lần tích hai cạnh góc vuông. Thì bài này chúng ta chỉ việc tính AH, sau đó chúng ta đi tính HC là xong. Chúng ta giải quyết xong câu E. Thầy chỉ định hướng và công việc cụ thể là để dành cho các em suy nghĩ và làm cụ thể vào. Chúng ta qua câu F. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, dựng GK vuông góc với mặt phẳng SAB tại K, tính GK.
trọng tâm chúng ta có thể vẽ một đường trung tuyến, hai đường trung tuyến, nếu một đường chúng ta chia ra làm ba phần. R là một điểm ở trong mặt phẳng đáy. Mặt phẳng SEB là mặt phẳng có chứa đường cao SA. Thì rõ ràng là những đường trong mặt phẳng đáy này nó luôn vuông góc với SA. Thì chỉ cần từ G chúng ta dựng đường thẳng vuông góc với AB thì suy ra GK nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SEB này. Chúng ta tiến hành như sau. Từ G dẫn GK vuông góc với AB. Trong mặt phẳng ABCD chúng ta đã có là BC vuông góc với AB, như vậy GK vuông góc thì chứng tỏ GK nó phải song song với BC. Sau này khi quay bài toán khoảng cách, chúng ta sẽ biết được rằng GK đây chính là khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng SAB. Thì thay vì người ta yêu cầu như thế này, thì sau này người ta sẽ yêu cầu là tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng SAB. Và quá trình dựng chúng ta sẽ được học là bước 1 là gì, bước 2 là gì. Chỉ cần thực hiện đúng là chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những bài toán kiểu như thế này. Thay đi vào giải câu F. Chúng ta dẫn GK vuông góc với AB tại K. Chúng ta suy ra được GK vuông góc với AB là 1, GK vuông góc với SA là 2. Chúng ta suy ra GK vuông góc với mặt phẳng SAB. Bây giờ chúng ta đi tính GK. Rõ ràng là hai cái đường thẳng là GK và BC nó song song với nhau, bởi vì trong mặt phẳng nó cùng vuông góc thì suy ra song song. Thầy lưu ý đây là trong mặt phẳng, hai đường thẳng cùng vuông góc với AB thì suy ra song song với nhau. Trong mặt phẳng song song thì khi đó chúng ta sẽ dùng định lý Thales, chúng ta tính được ngay là trong tam giác AB về điểm đây. Thầy có thể đặt điểm đây là điểm Y. Trong tam giác ABY có GK song song với BY. Suy ra GK chia cho BY nó bằng AG chia cho AY. Bằng 2/3 BY là bằng BC chia 2. Thì từ đó chúng ta giải quyết sau. Chúng ta kết thúc câu số 4. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong 4 bài tập 1, 2, 3, 4. Những bài tập này là những bài tập khá đơn giản, chúng ta làm quen với việc chứng minh đường vuông góc với mặt cũng như là tính toán cơ bản. Thì video sau thầy sẽ bắt đầu chuyển qua xác định góc giữa đường mặt. Video số 2. Các bạn có thể là truy cập vào kênh YouTube Toán cấp 3. Click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất từ tác giả. Khi bạn đăng ký thì khi có video mới nó sẽ có thông báo để chúng ta xem mà nhanh nhất.
Nếu bạn nào chưa xem các video về giới hạn thì có thể xem 6 video giới hạn cơ bản và một video số 7 là nâng cao. Phần giới hạn thầy còn khoảng 3 video nữa, và đến video số 10 thầy sẽ tổng hợp lại khoảng 3 đến 40 câu trắc nghiệm về giới hạn. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại ở video số 2.